Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Y tế Cộng. Vô sinh hiếm muộn là nỗi ám ảnh của nhiều cặp vợ chồng, bởi nó không chỉ lấy đi cơ hội làm cha làm mẹ mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình. May mắn là hiện nay y học đã phát triển và các trung tâm chữa trị uy tín xuất hiện nhiều hơn. Việc cần làm là đến cơ sở y tế uy tín đúng chuyên khoa để điều trị càng sớm càng tốt. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, thì việc thăm khám của các cặp vợ chồng mong con cũng ít nhiều bị xáo trộn. Vậy phải làm thế nào để dẹn cả đôi đường? Đó sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Tham gia chương trình, chúng tôi xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Quỳnh Hồng Ngọc, trưởng khoa IVF Phương Châu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thưa bác sĩ, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vậy các cặp vợ chồng có nên trì hoãn việc điều trị hỗ trợ sinh sản? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi sẽ chia ra làm hai nhóm. Một cái nhóm là trì hoãn cái việc điều trị thụ tinh nghiệm được, hoặc là trì hoãn cái việc có con được. Và một nhóm là chúng ta không nên trì hoãn. Thì cái nhóm trì hoãn là những nhóm là gì? Phụ nữ mà độ tuổi trẻ dưới 30 tuổi. Và cái thời gian mà giãn cách trong cái mùa Covid này, đây là cái thời gian vàng để các anh chị có thể làm tăng cơ hội có con. Bởi vì sao? Chúng ta là giảm cái nguy cơ tụ tập ăn nhậu của các ông chồng, là giảm nguy cơ nè. Đó, thì chúng ta giảm cái môi trường làm việc độc hại nè, chúng ta sẽ cải thiện cái khả năng sinh sản. Và quan trọng là gì? Chúng ta có một cái kế hoạch có con là bằng cách là gì? Có thể là gì? Áp dụng một cái phương pháp là quan hệ vợ chồng cách ngày. Thì đây là một trong những biện pháp để làm tăng cái cơ hội có con của các cặp vợ chồng. Nên các anh chị trong cái nhóm độ tuổi trẻ thì có thể trì hoãn được. Có những cái nhóm đối tượng mà chúng ta không nên trì hoãn quá lâu. Thì ví dụ như phụ nữ mà từ 38 tuổi trở lên, hoặc là những phụ nữ độ tuổi trẻ nhưng khi đi khám hiếm muộn mà đã có chẩn đoán là giảm dự trữ buồng trứng, hoặc là nam giới đang có cái tình trạng là giảm sinh tinh rồi, thì chúng ta nên tranh thủ là chúng ta sắp xếp thời gian để làm sao chúng ta đi thăm khám, chúng ta có một cái kế hoạch điều trị để gọi là cho nó hiệu quả nhất có thể. Và tôi nói sâu về cái thụ tinh trong nghiệm là gì? Nếu như các anh chị đã can thiệp đến thụ tinh trong nghiệm, anh chị phải có một kế hoạch, có một sự chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là gì? Chuẩn bị về mặt thời gian nè, chuẩn bị về mặt chi phí nè, và cái quá trình chúng ta đi làm là tâm lý chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Do đó khi mà chúng ta có những cái bước chuẩn bị đó thì đó là một cái bước đệm tốt để khi mà cái giãn cách của xã hội mà bắt đầu nó giảm xuống thì các anh chị có thể đi điều trị ngay và liền. Bác sĩ vừa đề cập đến yếu tố tâm lý khi điều trị, sẽ cần lưu ý gì thêm nữa trong giai đoạn này? Khi chúng ta không thể thay đổi được cái việc giãn cách này thì các anh chị giảm cái sự kỳ vọng cái việc có bầu lại đi. Tại vì sao? Khi mà chúng ta đặt cái kỳ vọng quá cao, nó làm cho chúng ta bị stress. Và trong cái quá trình giãn cách này, rất nhiều anh chị sẽ rơi vào tình trạng stress do chúng ta ở nhà quá lâu. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ là vô tình làm giảm cái cơ hội có thai của chúng ta. Nên giảm cái sự kỳ vọng mà có con trong cái mùa giãn cách này sẽ làm tăng cái cơ hội có con cho các anh chị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi để giúp cho các anh chị có thể là tăng cái khả năng có con mình. Và có những anh chị là đi khám hiếm muộn mà trong quá trình chờ đợi để điều trị thụ tinh trong nghiệm thì lại có khả năng có thai tự nhiên. Đó là một cái tin mừng mà tôi có thể báo cho các anh chị. Không gian chờ thông thoáng, quy trình sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo đúng các quy tắc 5K của Bộ Y tế. Những điều này là yêu cầu bắt buộc giúp khách hàng yên tâm hơn tại các cơ sở y tế. Gặp khó khăn trong việc đi lại, một số cặp vợ chồng vẫn đến thăm khám và điều trị tại khoa hiếm muộn để không bỏ qua thời gian vàng. Trong mùa dịch này, hai vợ chồng được nghỉ, cố gắng sắp xếp đến đây để được bác sĩ tư vấn và điều trị, để biết được cái vấn đề của hai vợ chồng mình như thế nào và từ đó mình điều trị có kết quả tốt hơn. Thật ra thì trước khi đến khám ở nhà, hai vợ chồng cũng rất là lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện nay, nhưng khi đến tới bệnh viện thì cảm thấy quy trình sàng lọc rất là chặt chẽ và nghiêm ngặt, tuân thủ về việc thực hiện 5K nên cũng an tâm. Ngoài hỗ trợ thăm khám và điều trị hiếm muộn an toàn tại bệnh viện, hiện nay các cơ sở y tế còn hỗ trợ tư vấn online hoàn toàn miễn phí. Điều này vừa đảm bảo yêu cầu giãn cách để phòng dịch, đặc biệt với các khách hàng trong khu phong tỏa cách ly, giúp cho họ yên tâm vì có sự theo dõi của đội ngũ chuyên môn. Là những người trực tiếp đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn mong con, hơn ngày hết, đội ngũ y bác sĩ tại đây đều thấu hiểu nỗi lo lắng của các cặp vợ chồng. Sự trì hoãn điều trị có thể sẽ khiến giấc mơ gặp con ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ liên hệ qua các cái kênh, thứ nhất là về Facebook của IVF Phương Châu, Facebook của bệnh viện,
Zalo và thậm chí là các cái số điện thoại hotline của các bác sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận các cuộc gọi và chúng tôi tư vấn liên hệ trực tiếp lại với khách hàng. Thậm chí là khách hàng chỉ cần để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể cho khách hàng, dù ngày hay là đêm. Điều trị hiếm muộn là một chặng đường không ít khó khăn. Điều trị trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành lại gian nan hơn. Vẫn còn nhiều băn khoăn của các cặp vợ chồng, ví dụ như vấn đề tiêm vaccine. Chúng tôi sẽ kết nối trở lại với bác sĩ Dư Quỳnh Hồng Ngọc. Thưa bác sĩ, có nên tiêm vaccine COVID-19 trong quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản không ạ? Nên tiêm, đó là câu trả lời của tôi. Và để phân tích rõ hơn cho các anh chị thì hiện tại là gì? Vaccine ngừa COVID-19 á, là được khuyến cáo là tiêm cho tất cả những đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Thứ hai là các cái loại vaccine này hiện tại là được nghiên cứu và chưa tìm thấy một cái bằng chứng nào cho thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay gây vô sinh, giống như những cái tin đồn mà hiện tại tôi đang đọc ở trên mạng xã hội. Và cái thứ ba là gì? Khi chúng ta đang có cái mũi tiêm thứ nhất mà chúng ta có bầu, thì hiện tại là gì? Một cái dữ liệu của CDC Hoa Kỳ phân tích ra cho thấy là gì? Những cái người mà đang tiêm cái mũi 1 mà sau đó họ đang có thai thì vẫn được khuyến cáo là tiêm tiếp mũi thứ 2 để có thể bảo vệ cho mẹ và cho bé. Và những cái số liệu cho thấy là gì? Nó không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai. Tuy nhiên, cũng một cái lưu ý là những cái nghiên cứu này nó chỉ được phân tích trên là gì? Cái vaccine của Pfizer hoặc là Moderna. Còn một cái báo cáo khác là trên 1.000 cái người mà được tiêm cái mũi 1 bất kỳ loại vaccine nào khác thì cũng chưa thấy một cái bất lợi gì về phía thai kỳ hết. Nên các anh chị và các bạn là có thể yên tâm tiêm thuốc trong cái quá trình chúng ta điều trị hỗ trợ sinh sản. Và một cái phân tích khác nữa, người ta chia ra 3 cái nhóm đối tượng phụ nữ. Một là đã tiêm ngừa vaccine rồi và có kháng thể. Cái nhóm thứ hai là đã có nhiễm COVID-19 và đã tạo ra kháng thể. Một cái nhóm thứ ba đó là đã tiêm ngừa hoặc là đã nhiễm COVID mà không có kháng thể trong cơ thể. Thì khi thực hiện các cái phương pháp hỗ trợ sinh sản thì cái việc chuyển phôi tỷ lệ có bầu như nhau. Các bà mẹ đang mang thai từ hỗ trợ sinh sản có được tiêm ngừa vaccine 19 không ạ? Vẫn còn nhiều mẹ băn khoăn về vấn đề này. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Một cái khuyến cáo của Bộ Y tế là gì? Khi mà chúng ta có thai thì nên tiêm ngừa. Và cái tuổi thai chúng ta an toàn là sau 13 tuần tuổi thai. Do đó, khi mà chúng ta quyết định tiêm ngừa COVID-19, đó là cái sự lựa chọn của tất cả các anh chị. Và cái lựa chọn này dựa trên cái mức độ là lợi ích và cái nguy cơ. Lợi ích ở đây là gì? Khi mà phụ nữ mang thai mà không có tiêm ngừa COVID, nếu mà nhiễm cái COVID-19 thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ là gì? Những cái điều trị đặc biệt hoặc là tăng cái nguy cơ phải sử dụng ECMO là cái hệ thống tiêm phổi ngoài cơ thể. Và khi mang thai mà nhiễm COVID thì làm tăng cái nguy cơ sanh non, tăng nguy cơ tiền sản giật và tăng cái nguy cơ là thai chậm tăng trưởng trong tử cung và tăng cái nguy cơ sanh mổ. Với những cái nguy cơ đó thì cái việc chúng ta tiêm ngừa COVID thì nó giúp chúng ta có một cái lợi ích là giảm những cái nguy cơ đó xuống. Và những cái địa phương nào mà đang ở trong cái vùng nguy cơ rất cao hoặc là nguy cơ cao thì các chị nên tiêm ngừa COVID ngay khi có thể. Tóm lại cái lời khuyên của tôi là gì? Khi chúng ta có nhận được cái thông tin là được đi tiêm ngừa COVID thì cái việc tiêm ngừa này sẽ cân nhắc vào cái lợi ích và cái nguy cơ. Và nếu như cái lợi ích của các chị em mà đang ở cái mức cao hơn cái nguy cơ thì nên đi tiêm. Còn nếu như chúng ta có những cái bệnh lý về sản khoa, có những bệnh lý nền khi chúng ta đang mang thai thì chúng ta có thể trì hoãn cái việc tiêm này. Xin cảm ơn bác sĩ Hồng Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay. Như vậy là các cặp vợ chồng đã có thể yên tâm hơn vì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đơn vị y tế và bác sĩ chuyên môn. Xin chúc các gia đình mạnh khỏe, an toàn và mau chóng đón tin vui nhé.